Hai, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Anh Ba Chí Miền Tây các bạn ơi. Thì hiện tại là 6 giờ sáng các bạn ở quê mình nha. Đây là những cái sen nè bạn. Các bạn. Quẻ bông có làm gì anh? Đây. Những cái lá sen nè các bạn. Hồi sáng bữa nay trời cũng sương khá nhiều các bạn. Đó các bạn xem thấy không? Đây, nước có mấy cái hạt nước li ti. Lá sen mình để làm ngó cũng được nha các bạn. Ở dưới cái đọt dưới đó có thể làm ngó sen. Các bạn cũng hay ăn. Để bây giờ mình dẫn các bạn lại xem này đó. Sen nó nở các bạn. Các bạn thấy bông cũng đẹp ha. Quá là đẹp luôn nè các bạn. Đây, mình cho các bạn xem nè. Đó. Rồi bây giờ chút nữa mình sẽ bắt đầu đi bắt ốc các bạn. Ốc nằm ở dưới đây nè, đó dưới mấy cái ao nước nhỏ nè các bạn. Dưới đây thì ốc bu rất là nhiều các bạn. Các bạn ơi, thì bây giờ mình dẫn các bạn đi ra xem clip gãy ở bên nhà anh trai các bạn. Đây, đây là cải xanh vàng vàng rất là tươi nè các bạn. Đó, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan mấy cái clip gãy ở dưới quê mình các bạn. Đây. Nhìn cũng khá tốt quá các bạn. Bên đây là hành. Đây cái này là mới vừa xới lên để trồng các bạn. Sáng thì là anh trai phải ra gãy các bạn, ra gãy sớm để tưới cây. Ở dưới quê mình thì tầm 5-6 giờ sáng bắt đầu mình sẽ ra gãy để đi tưới cây rồi các bạn. Đó những gốc hành các bạn giờ thấy nha, rất tốt. Đây. Ui, tưới hết này luôn hả anh trai? Hết này luôn hả? Đó, phía đằng trước là những cái cây dừa đó các bạn. Những cây dừa tươi. Dừa ta cũng ở dưới quê mình đó các bạn. Bây giờ để đợi anh trai tưới xong thì bắt đầu mình sẽ dẫn các bạn qua ao sen để đi bắt ốc nha các bạn. Các bạn ơi, thì đợi anh trai tưới rẫy nãy giờ cũng mới vừa xong các bạn. Tưới rẫy rồi làm công chuyện nó dắt này mới vừa rồi nè. Bây giờ mình chuẩn bị qua bên cái ao sen để mình bắt ốc các bạn. Đây con anh trai cũng mới vừa đi học về. Đây. Trời bữa nay cũng mát quá trời. Đó, dắt này anh trai mới vừa xong công chuyện các bạn. Đây, hồi mình sẽ bắt ốc với mấy cái ao sen này nè. Đây các bạn. Trời bữa nay cũng khá mát các bạn. Ở đây này ốc nó đang nằm ở trên các bạn để ăn. Trên những cái cây sen mà nó già đó các bạn. Nó khô rồi. Đó, qua cho bạn xem ha. Bây giờ anh trai mới vừa qua nè. Giờ bắt đầu mình sẽ làm cái show nè các bạn. Giờ mình sẽ đi theo anh trai để đi bắt ốc các bạn ơi. Thì bữa nay kiếm ít về chiều anh em mình sẽ hấp để ăn các bạn. Đây bữa nay đi theo hai đứa con của anh trai. Anh trai đi lên tới mi chơi này nè các bạn. Hát bài gì đó hả? Đây cái này là những cái hộp sen. Cái búp nở hộp hành sen các bạn có hộp nữa các bạn. Cái này là mình ăn nó rất là ngon nha các bạn. Làm chè hạt sen rồi đó các bạn. Ủa nằm ở trên không anh trai?
Đây, con trai bắt được ít nè các bạn. Đây, ốc to to không nè. Đó. Đây bên đây cũng cái liếc gãy con trai nữa nè. Đây. Mấy cái này là những trái mớp các bạn. Đây, nên là dây mớp nha. Lúng quá. Quá lúng lúng quá. Ủa nằm sát cái mí sình luôn hả anh? Đó, con ốc nó nằm bên cái con súng nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Ốc nó nằm ở mí trên luôn đó. Trời bữa nay cũng mát. Nó cầm đồ em mất rồi đi vậy. Anh đã trừng đấy. Quá trời ốc luôn. Mới mòn chút mà được mười mấy con nè các bạn. Cuộc sống ở miền Tây cũng đơn giản các bạn. Đơn giản, ăn ốc với cá nhiều. Đây mình đó là mớp các bạn. Đó cái dạng vậy mớp các bạn thấy không? Nãy giờ đi mấy con chút cũng được nhiều nè. Mấy hai mấy con nè. Ốc quá trời bự luôn nè các bạn. To quá trời to. Rồi để bắt thêm ít nữa rồi bắt đầu chiều chiều mát mát chút anh em mình sẽ đem đi hấp các bạn ơi. Hấp còn nếu mà còn dư chút thì anh em mình sẽ đem nướng. Bông vàng thọ. Đây bây giờ mình đã vòng trở lại cái nếp sen nè các bạn. Nó ốc nhỏ nhỏ nổi trên nhóc các bạn. Cô Phạm là đây. Mình đi hết cái clip này mình sẽ vào. Rồi bắt đầu chiều thì anh em mình sẽ chế biến. Này khó mở, thấy nó gai quá. Gai đúng rồi. Sen không bao nhiêu. Gai hơi nhiều. Mọi nãy bên đây bắt toàn ốc bự không á. Nó bắt cũng được một hai con á. Ờ đúng rồi. Có mấy con nào thì bắt dễ. Nhìn nó đỡ mà nó cắn.
Rồi thôi thì bây giờ đi vô luôn các bạn ơi. Bắt nãy giờ cũng được cũng nhiều nè các bạn. Nhiều đây đem lên mà hấp ăn hết sảy rồi. Đó anh trai cầm con ốc bự bự luôn các bạn. Trong cái này thì sen rồi nó cũng hơi có gai các bạn. Gai nhiều lắm. Rồi bây giờ anh em mình đi vô. Đó, bây giờ bắt đầu đi vô các bạn ơi.